Hello mọi người, lại là Ban đây và hôm nay cùng mình ăn mì cay nha. Hôm nay mình ăn mì cay bạn nè. Và mời mọi người cùng thưởng thức với Ban thôi. Và bắt đầu cho bữa ăn hôm nay, mình sẽ uống xì tin nha mọi người. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Mì này hơi bị cay. Mì cay này là của Việt Nam nha mọi người. Rồi, mình bỏ dưa leo vào. Dưa leo sắc sợi. Rồi, nấm kim châm. Cũng có sắc cay luôn. Mời mọi người nha. Ta-da. Ngon lắm. Cay rồi. Mọi người nhớ chứng lòng nào nó chảy. Mọi người tin nhau. Nghe nó ngọt. Cái mắt. Cái trắng mắt mọi người. Nước cốt càng ngon. Tôi sẽ bị. Tôi thường sẽ bị. Nóng chân chân. Mày phải chặt kim chi lên. Chân cũng mì nữa nha. À, cay quá. À, ấm nha. Kim chi đó ăn ngon lắm. Vừa tới không bị thua. Này ở trong tôi nè, hai gói mì. Bình thường ăn một gói ăn no nhưng mà tại đang phải múc em, mình sẽ cố gắng ăn thật hai gói. Hãy subscribe.
phải vừa ăn vừa uống được, không uống không ăn nổi. Họ nhỏ thì ra ngoài mà nó quen rồi mọi người, thôi quen thôi bỏ. Trên cổ em mẹ, đi dễ dàng lắm. Ngon lắm. Ngon lắm, ngon lắm, ngon hết rồi nha mọi người, nó sạch rồi. Và bây giờ video cũng đã kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình từ nãy giờ nha. Mọi người nhớ thả tim, follow và comment cho mình để sớm được lên xu hướng. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.